Xin chào các bạn, mình là Thanh GIT và đây là The Green Tunes. Và trước mặt mình bây giờ đang là cặp CDJ-3000. Và mình rất là cảm ơn hãng Pioneer DJ Việt Nam đã gửi sản phẩm mới nhất của hãng đến cho mình, để cho mình có cái cơ hội được sử dụng, được trải nghiệm và được đưa ra cái đánh giá về ý kiến cá nhân của mình. Thì trong clip review này, mình sẽ không có nói về những cái thông số kỹ thuật chi tiết, tại vì các bạn có thể dễ dàng tham khảo những cái con số này ở trên trang chủ của Pioneer. Mình sẽ nói về cái ý kiến khách quan của mình, cái ý kiến cá nhân sau một cái thời gian mà mình đã sử dụng cái dòng sản phẩm này, về những điều mình thích và những cái điều mình cảm thấy chưa ok lắm ở cái dòng sản phẩm này thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn. Và cái điểm đầu tiên mà mình dễ dàng nhận thấy đó là hãng đã thay đổi hầu như là hoàn toàn về ngoại hình của con này. Ngoại hình to hơn, nó to hơn những cái người tiền nhiệm của nó rất là nhiều, cả về chiều ngang và chiều dọc. Và cái đầu tiên đập vào mắt của mình khi mà mình lần đầu tiên thấy sản phẩm này đó chính là màn hình. Màn hình bây giờ đã có kích thước to hơn rất là nhiều và độ phân giải cao hơn. Màn hình này là độ phân giải 720 HD và nó là một cái màn hình cảm ứng đa điểm rất là nhạy. Và cái tiếp theo nữa Thành nhận thấy đó là bây giờ mình đã có tới 8 cái hot cue. 8 cái hot cue này nó là một cái điểm gì đó nó cũng không hẳn là mới mẻ đối với hãng, tại vì hãng đã sử dụng 8 hot cue cho tất cả những cái dòng MIDI controller của hãng từ lâu rồi, nhưng đây là lần đầu tiên ở trên một cái con CDJ có tới 8 hot cue và nó được bố trí ở ngay phía dưới màn hình. Cái tiếp theo nữa đó là khi mà mình chạm vào, đây là một cái điều hoàn toàn mới mẻ lần đầu tiên mình cảm nhận được, đó là cái cảm giác tay khi mà mình đụng vào cái mâm này. Mâm bây giờ nó rất là nhẹ nhàng, rất là mượt mà. Và một cái điểm nữa, nếu mà nói về ngoại hình thì với cái con này hãng đã bỏ hẳn luôn cái học đĩa CD. Thì với ý kiến cá nhân của mình thì mình nghĩ đây là một cái điều hoàn toàn hợp lý thôi, tại vì đây là thời đại công nghệ kỹ thuật số rồi, và thì cái giai đoạn dành cho đĩa CD thì nó cũng đã qua từ lâu, và hiện giờ chắc là không còn ai sử dụng đĩa CD để mà chơi nhạc nữa. Và một cái tiếp theo nữa mà mình thấy thay đổi về bề ngoài đó là ở cái knob vinyl speak này, thì cái chuck and break nó đã được gom lại thành một gen tùy chỉnh, chứ nó không còn hai gen giống như là những cái thế hệ CDJ trước nữa. Và ở đây mình sẽ thấy rõ là ngoại trừ những cái mà đã có sẵn từ những cái thế hệ trước, đó là Big Scene và Master, bây giờ nó có thêm một cái chức năng nữa đó là Key Scene. Là hồi mình sẽ nói với các bạn về Key Scene này thì nó như thế nào. Và ok, ngoại hình thì tới đây thôi. Thì bây giờ mình sẽ đi sâu vào, mình sẽ ghim USB vào, mình sẽ kết nối nhạc vào để xem nó có những cái gì mới mẻ hay ho hơn. Thì khi mà mình vừa ghim USB vào thì các bạn sẽ thấy là ở đây cái chỗ cổng ghim USB nó đã bắt đầu sáng đèn. Và ngay tại đây mình đã có thể set được cái màu sắc cho cái cổng USB này bằng một cái thao tác rất là đơn giản ngay tại cái màn hình chính của nó, ngay khi mình chưa đăng nhập cái USB vào. Ví dụ như đây mình là The Green Tone thì mình chọn xanh lá đi. Khi mình chọn xanh lá thì lập tức là cái đèn nó chuyển qua màu xanh lá. Và đây mặc dù là một cái việc rất là nhỏ nhặt và đơn giản, nhưng mà với cái gọi là cái cảm nhận của mình cảm thấy là hãng đã bắt đầu là chú ý đến những cái tiểu tiết nhỏ nhặt hơn, phục vụ về cái ánh nhìn, về những cái nhu cầu tối thiểu cho DJ qua những cái việc rất là nhỏ như thế này. Và mình rất là thích những cái việc đó. Cá nhân mình thì mình thích những cái gì đó nó tiểu tiết, và mình cảm giác như là mình được phục vụ từ những cái nhỏ nhất. Ok, và bây giờ thì mình đi vào. Và thì cái cảm giác đầu tiên khi mà mình đụng vào cái màn hình này mình rất là thích, vì nó rất là nhạy. Và ở đây, ở trong cái màn hình chính khi mình vừa nhìn vào, nó đã thay đổi hoàn toàn so với những cái người tiền nhiệm của nó. Màn hình nó không còn đơn giản nữa. Bây giờ mình nhìn vào nó giống như là mình đang nhìn vào một cái màn hình mà giao diện rekordbox ở trên máy tính của mình. Mình có tất cả mọi thứ. Ở một cái cột sát bên trái thì mình có artist, album, track, key, playlist, rất là nhiều. Và bây giờ khi mình chọn playlist thì nói chung là rất là đơn giản, và tất cả những cái thao tác tay của mình làm cảm giác rất là nhẹ nhàng, dễ chịu, giống như là mình đang, đúng nghĩa là mình đang quẹt một cái con smartphone vậy đó, rất là mượt. Và ở đây khi mà mình chọn một cái bài nhạc thì như các bạn thấy Ngay lập tức thì cái cover art của nó hiện ra ở ngay cái mâm này của mình. Sẽ có cái cover art cho cái bài nhạc mình muốn chọn. Waveform to hơn rất là nhiều. Rất là dễ nhìn. Và tất cả những cái thao tác ngày xưa mình phải chỉnh bằng những cái nút thì bây giờ mình đã chỉnh trực tiếp ở trong cái màn hình này. Và ở đây nó có thêm một cái chức năng nữa, đó là cái chức năng đếm time. Cái chức năng đếm thời gian này nó xuất hiện ngay ở dưới cái sóng waveform. Mình có thể nhìn được với cái sóng này, mình sẽ đoán được là cái intro của mình bao nhiêu phút, bao nhiêu giây, cái drop của mình bao nhiêu phút, bao nhiêu giây, breakdown bao nhiêu phút, bao nhiêu giây. Nó hiển thị rõ ràng ở đây cho mình. Và nói chung là bây giờ mình có thể hoàn toàn tự tin khi mà mình chơi những cái bài mà mình không có thuộc cái bài đó, hoặc là mình giao ca của DJ trước, mình không biết cái bài đó của họ như thế nào, mình chưa có nghe trước, thì bây giờ mình nhìn vào đây là mình đã có thể là, hay mình nghĩ là mình hình dung được 80% cái cấu trúc bài nhạc này, 100% luôn chứ, cái cấu trúc bài nhạc này nó như thế nào rồi. Và một cái điểm đặc biệt nữa là khi mình chạm tay vào cái màn hình này, thì nó sẽ hiện ra thêm một cái chức năng, đó là đếm khung cho mình. Thành lấy ví dụ như với cái bài này và Thành chọn cái điểm này ở đây, thì nó sẽ báo cho mình biết là ồ, từ đầu bài cho tới cái điểm mà Thành chọn nó là dài 32 bars. 32 bar có nghĩa là một khuôn DJ nó là 8 bar, thì 32 bar có nghĩa là ở đây mình sẽ biết là ồ, 4 khuôn là tới drop. Và cái drop mà khi Thành chọn cái điểm ở ngay đầu drop 1 này thì nó sẽ báo cho mình biết là từ đây cho tới cái đoạn breakdown là 32 bars, có nghĩa là ở đây cái drop mình có 4 khuôn. Nói chung là mình chạm tay vào đây và mình biết được từng phân đoạn, và mình biết được cái cấu trúc bài nhạc này nó như thế nào luôn. Mình hầu như là nếu mình không có thời gian khi mình đang chơi thì giống như là mình chả cần phải nghe trước cái bài này nó như thế nào. Mình chỉ cần nhìn vào time và cái giao diện đếm khuôn ở đây là mình đã hình dung được nó rồi. Rồi, tiếp theo đây là như là mình nhìn lên trên, ở ngay kế bên cái tên bài nhạc của mình thì mình sẽ thấy nó có 3 cái chức năng, đó là beat loop, cây shift và beat jump. Thì nó là như thế nào mình sẽ thử vào beat loop. Beat loop này thì nó hiển thị khá giống như là cái người đàn anh trước đó là Nexus 2, nhưng mà bây giờ nó dễ nhìn hơn, và tất nhiên là cái phạm vi để mà mình chạm vào nó bự hơn rất là nhiều. Thì ở đây nó sẽ có 2 page cho mình, 2 trang. Một trang là để mình chọn nhịp chẵn và một trang là để mình chọn nhịp lẻ. Rất là hay. Và cái kế bên đó là cây ship. Cây ship ở đây là cái lần đầu tiên mà một cái sản phẩm của Pioneer có được. Đó là mình có thể lên tông xuống tông cho cái bài nhạc của mình, không giới hạn. Cái này một tí thì mình sẽ làm thử cho các bạn xem. Và cái beat jump. Beat jump này thì nó phải nói là cực kỳ hay luôn. Nó có 2 trang, một trang nhỏ và từ từ nó sẽ beat jump tối đa của nó lên được tới 64 beat, tức là tới 2 khuôn DJ, và nó cả cái chế độ là beat jump tới và beat jump lùi. Vậy thì cái chế độ này nó phục vụ cho mình ở cái nhu cầu nào? Ví dụ như ngày xưa Thành không muốn đánh, hai đoạn break trong một bài nhạc, Thành chỉ muốn đánh một đoạn break thôi. Thì hoặc là Thành muốn bỏ qua một cái khuôn nào đó, muốn edit thì mình phải làm trực tiếp cái việc đó ở trên những cái phần mềm làm nhạc của mình, FL Studio, Ableton gì đó, rồi mình lại xuất cái bài nhạc đó ra, tức là mình cắt ghép và mình xuất ra và mình chơi. Sau đó hoặc mình có thể là mình lười hơn thì mình sẽ đánh hot cue. Mình sẽ đánh hot cue để mà nhảy khuôn. Còn bây giờ đôi khi mình không cần phải đánh hot cue nữa, mà chỉ việc tới đó mình cho beat jump, mình muốn jump 1 khuôn, 2 khuôn. Ở đây làm được hết, nó sẽ giúp ích cho công việc của mình rất là nhiều ở trong cái việc này. Đó, thay vì ngày xưa phải edit trước từ máy tính đó nha, mình phải set hot cue, bây giờ thậm chí mình chả cần làm cái việc đó nữa, mình chỉ cần thuộc và mình nhớ cái phân đoạn bài nhạc của mình là ok. đây nó có một cái beat drum mà nó nhảy lùi về thì Thành thấy nó rất là ok dành cho những cái bạn ví dụ mà quên qua nhạc, hay là bài nhạc này, bài nhạc mình đang chơi nó hết rồi mà bài nhạc mới của mình vẫn chưa vào được, thì mình chỉ việc beat drum cho nó lùi lại một khuôn, hai khuôn gì đó là mình lại có tiếp tục cái thời gian để mà mình sửa sai cho cái sự quên của mình hồi nãy. Ok, và đây là những cái điều rất là hay của hãng ở trong cái sản phẩm mới này. Và thật sự là mình thích cái màn hình này rất là nhiều, cho nên mình dành khá nhiều thời gian để mà mình nói về nó. Bây giờ mình sẽ đi tiếp cái dòng ngoại ở đây của mình. Mình còn quên một cái nữa, đó là chức năng search. Search ở đây thì bây giờ mình bấm là cực kỳ nhảy luôn, nó không còn một cái sự khó chịu giống như khi mà mình chạm vào những cái màn hình ở thế hệ trước của Pioneer. Nó cực kỳ nhảy, nó giống như mình đang bấm điện thoại thật sự. Và mình chỉ việc là tiếp theo mình sẽ nói ở tới cái phần dưới màn hình. Thì như mình đã nói các bạn, thì ở ngay phía dưới màn hình nó là một cái dãy hot cue, cái dãy hot cue với 8 cái hot cue. 8 cái hot cue giống như là những cái MIDI controller trước đó của hãng, nhưng mà tất nhiên thì cái ngày xưa Thành không thích ở những cái hot cue của những cái MIDI controller là nó quá bự, nó nhìn đi như là cái lau bát chứ. Tại sao phải như vậy? Và bây giờ thì hãng đã có một cái kích thước rất là nhỏ hơn, rất là phù hợp, và nhìn nó kiểu như nó thẩm mỹ và nó đơn giản hơn rất là nhiều. Ở những cái chức năng như là in, out, reload, call, delete memory này thì nó như tất cả những cái dòng sản phẩm trước của hãng, nhưng mà theo Thành nghĩ thì bây giờ chắc là mình sẽ không có cần phải sử dụng tới cái hàng này nữa luôn. Tại vì ở đây mình đã có cái màn hình cảm ứng ở trên đây, mình đã có beat loop, beat jump, màn hình cảm ứng trên đây, và nó cho mình cái nhịp rất là rõ ràng, nó tự quan sai cho mình. Và ở cái direction này thì bây giờ nó chỉ có thêm cái chức năng nữa, đó là nó sẽ có sleep reverb cho mình. Tức là ngày xưa giờ mình chỉ có forward và reverse, bây giờ nó sẽ có luôn slip reverse. Cái này thì những bạn nào chơi hip hop thì sẽ hiểu hơn, cho nên mình sẽ không giải thích sâu quá về cái vấn đề này. Còn lại như bình thường. Và đó là tất cả những cái gì về bề ngoài của cái con CDJ-3000, sản phẩm mới nhất của hãng Pioneer mà mình muốn giới thiệu cho các bạn. Và vừa rồi là tất cả những cái gì mà mình muốn gửi đến cho các bạn về cái cảm nhận của mình vào cái thời gian mà mình đã trải nghiệm cái sản phẩm mới nhất này của hãng Pioneer, cặp CDJ-3000. Và một lần nữa cảm ơn Pioneer DJ Việt Nam đã tạo cơ hội cho mình được có cái cơ hội mà được sử dụng trước cái dòng sản phẩm này. Và mình là Thanh GIT, đây là The Green Tunes, trung tâm đào tạo DJ Producer tại Sài Gòn. Xin chào và xin hẹn gặp lại các bạn.